Chào anh em đã quay lại với kênh Văn Tình Toyota. Thì hôm nay vào trong đầu tháng 6 thì Tình sẽ cập nhật cái chương trình về giá lăn bánh của dòng xe Toyota Vios 2022. Như anh em được biết thì Toyota Vios vào đầu tháng 6 đã không còn chương trình hỗ trợ 5% lệ phí trước bạ đến từ chính phủ đối với những dòng xe lắp ráp trong nước anh em nha. Và qua tháng 5 thì Toyota Vios cũng đã có một sự tăng giá nhẹ, và hôm nay chúng ta hãy cùng Tình tìm hiểu về giá xe và giá lăn bánh anh em nha. Thì hiện nay thì phân phối chủ yếu với 3 phiên bản. Đầu tiên là Toyota Vios số sàn đang có giá bán là 483 triệu, Vios số sàn phiên bản E. Tiếp theo là Toyota Vios 1.5e số tự động, là loại 1.5e CVT, đang có giá bán là 536 triệu. Và dòng xe Toyota Vios G là đây, 22 chiếc này đang có giá bán là 586 triệu. Thì tất nhiên là đối với ba dòng xe Vios này thì màu trắng ngọc trai nó sẽ cộng thêm 8 triệu. Màu trắng ngọc trai đây là phiên bản này sẽ mắc hơn 8 triệu so với màu bình thường ha. Vios nó có rất là nhiều màu: màu trắng thường, trắng ngọc trai, màu bạc, màu nâu vàng, màu đỏ và màu đen ha. Đó là những màu sắc của Toyota Vios. Thì đối với dòng xe Toyota Vios thì rất nhiều anh em mua để sử dụng cho kinh doanh cũng như chạy gia đình, rất là phù hợp. Nó 7 chỗ, nó 5 chỗ ha. Không gian nội thất rộng rãi, có cái cốp sâu đựng đồ cũng như là trang thiết bị nó hợp lý, và đặc biệt giá tiền nó phù hợp ha. Và bây giờ anh em hãy cùng Tình hãy tìm hiểu về giá lăn bánh của dòng xe Toyota Vios. Thì đầu tiên chúng ta hãy nói đến dòng xe Toyota Vios số sàn, như hồi nãy Tình nói đang có giá bán là 483 triệu. Giá lăn bánh ở thành phố, giá lăn bánh ở thành phố đối với phí trước bạ 10% nha, phí trước bạ bây giờ là 10% là 553 triệu, và trả trước, chúng ta chỉ trả trước khoảng tầm 160 triệu là chúng ta đã có một dòng xe Toyota Vios số sàn chúng ta chạy kinh doanh. Tiếp theo là dòng xe Toyota Vios E số tự động đang có giá bán là 536 triệu. Vậy giá lăn bánh nó là bao nhiêu ạ? 612 triệu, và chúng ta trả trước khoảng tầm 180 triệu là chúng ta đã có một dòng xe Toyota Vios E số tự động. Và cuối cùng là đây là những phiên bản Toyota Vios G đang có giá bán là 586 triệu, và giá lăn bánh tại thành phố là 667 triệu, và chúng ta trả trước khoảng tầm 200 triệu là chúng ta có xe, 200 triệu là đã có một dòng xe. Về khi chúng ta trả góp thì chúng ta cần phải biết về lãi suất ngân hàng cũng như hồ sơ nó như thế nào. Thì hiện nay công ty tài chính Toyota đang có cái gói lãi suất chỉ khoảng tầm 7.29% cho một năm đầu tiên. Một năm đầu tiên thì tất nhiên khi Tình nói một năm đầu tiên thì tất nhiên là năm thứ hai nó sẽ tăng rồi nè. Năm thứ hai nó sẽ tăng lên khoảng tầm 10.65% một năm. Cái đó mình cần phải nhấn mạnh cho khách hàng để đỡ sốc khi giai đoạn tiếp theo. Vậy thì như này, thế mạnh Toyota là gì? Hồ sơ nó sẽ đơn giản hơn, cần anh em có nguồn thu rõ ràng ha. Nguồn thu rõ ràng thì hồ sơ thì tất cả hồ sơ chỉ cần chụp gửi Zalo cho Tình là xong. Đó là một thế mạnh. Thứ hai của ổng là lãi suất sau thời gian khuyến mãi là nó gọi là nó cố định, nó không có thay đổi nhiều. Bởi vì đơn giản Toyota không dùng tiền huy động để cho vay, mà Toyota dùng vốn tự có của mình để cho vay, nên là không phụ thuộc vào biên độ lãi suất huy động nó cao hay thấp. Đó là một trong những yếu tố của Toyota ha. Thì tất nhiên là về cái thủ tục như thế nào thì anh em cứ hãy gọi vào cho Tình qua số hotline 0962 86 3939 để Tình có thể tư vấn anh em về giá xe, giá lăn bánh, và đặc biệt chương trình khuyến mãi cũng như thủ tục vay ngân hàng nó như thế nào. Cái đó mới là cực kỳ quan trọng. Giá lăn bánh là một, chỉ là một phần thôi, còn những cái về lãi suất ngân hàng ha, khuyến mãi, và nó có một cái nữa là bảo hiểm của mình, tham gia là bảo hiểm nào, và
vấn đề sau khi sử dụng chúng ta sẽ sử dụng cái bảo hiểm đó như thế nào, thì đó là một trong những vấn đề mà Tình sẽ tư vấn cho anh em rõ hơn ha. Thì video cập nhật giá lăn bánh của Toyota Vios thì hôm nay Tình xin kết thúc, và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em cũng đừng quên đăng ký kênh Văn Tình Toyota bằng nút like, đăng ký và rung chuông để ủng hộ cho kênh Văn Tình Toyota nha. Tình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.